Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Sản xuất Cơ khí và Thương mại Trường Yến long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tại Tổ 2, khu đô thị Tân Việt Bắc, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Trường Yến là đại lý phân phối các sản phẩm cửa cuốn Osdor và cửa nhôm Topan của tập đoàn Osdor, nhà sản xuất và cung cấp các giải pháp về cửa thông minh, được công nhận là thương hiệu quốc gia. Tại lễ khai trương, ông Vũ Trọng Trường, đại diện công ty Trường Yến đã gửi lời cảm ơn tới các khách mời, các đại lý và các khách hàng của công ty. Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như tập đoàn để hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, giữ vững vị trí top 5 nhà phân phối cửa cuốn lớn nhất khu vực miền Bắc của tập đoàn Osdor. Ông Dương Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc tập đoàn Osdor cũng đã gửi lời chúc mừng tới đại lý Trường Yến, đồng thời cam kết tập đoàn luôn hỗ trợ đại lý tốt nhất để mối quan hệ hợp tác luôn bền chặt góp phần xây dựng Quảng Ninh tươi đẹp. Cũng tại buổi lễ, khách mời còn có dịp tìm hiểu về các sản phẩm cửa chất lượng cao, thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu của người dân, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho mùa xây dựng đang đến gần.